Hello West Man, chào tất cả anh em. Thì hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em mình quả kèo cơm gạo đây. Tiếp tục đá nhẹ cho anh em mình một số công thức cơ bản để anh em mình chốt lãi ngày trên cổng game mà thiên đường trò chơi này em nhé. Áp dụng một số công thức theo đúng cầu kèo mà tôi hay chơi hàng ngày để anh em mình áp dụng vào để chốt lãi. Ở đây thì cái xu hướng hiện tại ấy, anh em có thể thấy là nó đang chạy về cầu là 1 2 đúng không? Khi mà lấy cái điểm phiên là anh em mình chạy cho nó cầu là 1 2 3 đi. Đấy. Đầu tiên thì nếu mà anh em mình không chắc chắn, anh em mình không tự tin ấy, anh em mình thử nhẹ cho tôi một tay đã. Được chưa anh em? Chơi thì xác định là phải có thật có thử đúng không? Đấy, cứ thử nhẹ một tay 2 mét đã, tay đầu tiên nhá. Cố gắng chạy cầu cơ bản này. Đấy, tay đầu tiên gãy luôn. Con này nó lại về tài anh em ạ. Xu hướng con này nó tiếp tục về mối cầu tài. 12 10 12 12 10 lại tiếp tục về 12. Rồi, bơm nhẹ một tay nữa em nhé. Đấy, lại thêm một tay 4 mét nữa này. Giờ thì chắc chắn nó phải gốc lên anh em ạ. Chạy đúng công thức anh em nhé. Đấy, đừng có cố gắng bẻ cầu để làm gì được cho anh em. Xác định công thức cơ bản dễ dàng nhất có thể để mình vào. Theo đúng cầu kèo anh em nhé, xác định là không có bẻ cầu ở đây anh em ạ, áp dụng đúng công thức dễ dàng nhất có thể luôn. Xem này như thế nào, tiếp tục tỷ lệ cơ bản. Theo đúng xỉu anh em ơi, hôm nay nó lại tiếp tục về cắt quả kèo là gì, cắt cái cầu là cầu 212 đi, nó lại tiếp tục đổ về 10. Và cái xu hướng khi mà nó về 10 như vậy anh em mình lại thấy này đúng không? Đấy, 2 1 1 2 đúng không? Tiếp tục về xỉu. Đấy. Lại bơm nhẹ cho nó là 5 mét nữa này. Tiếp tục theo cầu này. Áp dụng nha anh em nhé. Công thức cơ bản nhất có thể. Xem con này có đúng cầu hay không. Áp dụng đúng công thức dễ dàng nhất có thể rồi. Theo đúng cầu kèo nha anh em nhé. Xem đúng công thức. Tiếp tục chạy cầu anh em ạ. Rồi, con này thì nó lại bẻ tiếp anh em ạ. Con này thì nó lại muốn là gì? Nó lại muốn là đi cái cầu là cầu 11 lại. Đấy. Nó lại muốn đi cầu 1-1 lại này, tiếp tục này. Thì ở đây thì anh em mình tiếp tục. Rồi, con này tôi xuống sát cho nó luôn này. Làm ít ít đôi lên cái này nhá. Lên 12 thì xem như là lãi là 15. Thì xem như là lỗ 5 mét, tay sau gỡ tiếp. Còn tay này mà vào mà lỗ luôn ý, thì xem như là đen, đúng là đen luôn này. Xem như thế nào đây. Tiếp tục áp dụng đúng cái công thức cơ bản dễ dàng nhất anh em nhé. Cũng nói đi nói lại với anh em cũng khá là nhiều lần rồi, không cần thiết phải bẻ cầu mà hãy cố gắng vào đúng cái công thức cơ bản, được chưa anh em? Không cần thiết phải bẻ cầu để làm gì, đừng có tạo cái độ khó cho game lên, trong khi anh em mình có thể đi đúng cái cầu cơ bản thì cứ hãy vào đúng cái cầu cơ bản đấy đi, được chưa anh em? Nhẹ nhàng nhất có thể anh em nhé. Tiếp tục cầu này, được chưa anh em? Lên 14 này, 14,9 thì xem như cũng là 15 vậy em ạ. Ok, hợp lý này, tiếp tục này. Xu hướng cầu kèo tiếp tục này. Hôm nay thì khả năng cao anh em mình tiếp tục đi nhá em nhá. Chạy cầu con này thì lúc nãy tôi có nói với anh em rồi, nó đang cố gắng theo cái cầu 11 và anh em mình thấy là ba con 10 liên tục rồi. Cầu này tôi nghĩ là nó sẽ gãy. Nó sẽ gãy nè bạn, con này nó sẽ gãy 9 mét tại cuối em nhá. Lấy kèo này để lấy lãi luôn này, con này chắc chắn gãy nè bạn, con này tầm khoảng 9 hoặc 8 thôi, có thể là nhỏ hơn 98 nhưng mà tôi tin chắc rằng là cái tay này nó sẽ về xỉu với cái quả kèo là chạy cầu 11 khá dài này rồi, tay này tôi nghĩ là nó sẽ về một tay xỉu dưới một tay 9, nó sẽ không về 10 nữa đâu anh em ạ. Nhưng mà để xem con này nó chạy cầu gì đã, nói là cứ đi đúng cầu vậy thôi.
Ok, được chưa anh em? Đấy. Lúc nãy thì nó là đi về mỗi cầu 10 luôn. Lúc nãy tôi nói 9 mà nó đi lại về 10 anh em ạ. Ok, không sao anh em nhé. Chốt nhẹ của kèo cơm gạo thôi anh em ạ. Xác định chơi thì phải có điểm dừng cơ bản. Hôm nay tôi sẽ dừng lại ở kèo 23 này thôi. Hôm sau mà có cái kết chơi ok hoặc là cái kết bắt cầu hợp lý hơn ấy, thì tôi lại lên đá nhẹ cho anh em một số công thức cầu kèo cơ bản. Đấy, để mình chốt lại hàng ngày. Nói chung là chơi thì phải đặt cái mục tiêu ấy, cũng như là cái cầu kèo cơ bản ra. Còn trên con game mà thiên đường trò chơi này nó có rất là nhiều kèo từ nổ hũ này đấy, rất là nhiều nổ hũ luôn, nhiều slot nổ hũ cho anh em mình chơi game online, bóng đá này, casino này, xổ số này, đây là toàn là những slot gọi là quốc tế anh em nhé. Anh em có thể chơi thoải mái vô tư luôn. Nạp giúp của con này thì anh em mình không cần phải nói gì nữa, à, ok anh em ạ. Hôm nay thì lên nhẹ của kèo 23, hôm sau của kèo lại liên tiếp với anh em mình. Rồi, nghỉ ngơi thế này, mình chào.